Chào mừng quý bà con đã đến với kênh Thế giới Nông nghiệp TG, kênh chuyên cung cấp đầy đủ các mặt hàng và hỗ trợ kỹ thuật cho quý bà con mình trên cây ăn trái quý bà con. Thì hôm nay em xin chia sẻ thêm hai cái bộ sản phẩm của công ty An Phát Nông và công ty Việt Nông hỗ trợ giai đoạn nuôi trái, giúp trái lớn nhanh, đồng đều, hạn chế bẻ gai. Đây là bao gồm hai công thức, vừa quản lý được sâu đục trái luôn theo quý bà con. Thì mùa nắng này thì miền Đông Tây Nguyên thì dẫn đến tình trạng sâu đục trái nhiều đó. Thì hôm nay em xin chia sẻ thêm để cho quý bà con mình có thể tiện tham khảo và sử dụng những sản phẩm bên cửa hàng chúng em ha đó. Thì cái bộ đầu tiên nó là cái của công ty An Phát Nông nha quý bà con. Với sản phẩm đầu tiên đó là cái Calex Well nè, là dạng bio organic theo quý bà con đó, dạng organic đó. Với mang được những cái thành phần là như đạm nè 2.5, lăng 2 và kali 2.5 hả quý bà con. Đó, cái axit humic được 1% nè và chất hữu cơ được 20% ha. Đó, chai này thì nó giúp cho như đối với trái, giúp cho trái thúc trái lớn nhanh. Đó, và mát trái quý bà con, nó là dạng hữu cơ nên quý bà con có thể yên tâm sử dụng ha. Đối với mùa nắng như thế này thì khỏi sợ bị sốc nhiệt độ luôn ha quý bà con. Đó, và chung với cái bộ này á thì kết hợp với nó là cái chai Carbopost ha. Carbopost thì nó là dạng như là được mang được ba hoạt chất đó, lăng và canxi và bo hay quý bà con đó, tổng hợp được nhập khẩu của châu Âu hay quý bà con ở Tây Ban Nha, công ty An Phát Nông phân phối. Thì chai này thì nó giúp cho cái trái chúng ta nè được xanh đó, chống bể đầu gai và thối đít trái luôn hay quý bà con đó, hỗ trợ đậu trái nè, hỗ trợ đậu trái và dai cuống cho quý bà con mình luôn ha. Chai này thì 165.000 quý bà con xài được 400 lít ha. Thì bộ hàng An Phát Nông kết hợp kèm thêm nó là cái chai nano kẽm. Nó nano kẽm thì nó là dạng như cái phân bón vi lượng theo quý bà con, chứa hàm lượng kẽm lên đến 700 gram trên 1 lít theo quý bà con. Giúp cho dưỡng dưỡng cây, dưỡng lá nè, xanh lá và kích kháng những cái phần nấm bệnh đó, nó cũng dẫn là ngừa được cái nấm khuẩn cho quý bà con mình luôn ha. Và hỗ trợ xanh trái theo quý bà con với thành phần kẽm 700. Chai này thì rất là nặng luôn, giá 140.000 ha, quý bà con mình sử dụng được 400 lít nước ha. Đó, đây là cái bộ ba để cho quý bà con mình vừa hỗ trợ chống bể gai là và lớn trái đó, chống rụng ha. Bộ này thì 400 lít nước, kết hợp với nó là hai chai cái men cốc thần đó. Cái men cốc thần thì một chai một phi đó, cái hoạt chất của nó là diafenthiuron theo quý bà con 500 SC. Hoạt chất này á, thì nó rất là mạnh luôn đó, dạng sữa cũng rất là mát ha. Một chai thì một phi ha quý bà con. Chai này thì nó quản lý được cái phần sâu sâu đục trái ha, rất là hiệu quả luôn. Chai này thì bên chúng em sử dụng rất là nhiều vườn xài đạt ha quý bà con. Nên xin chia sẻ thêm. Vật chất thì rất là cao luôn, 500 SC dạng sữa. Với một bộ thì quý bà con xài hai chai. Hai chai và một bộ như thế này. Đó là xài được 400 lít nước ha, tương đương với hai phi ha quý bà con. Đó, đây là cái bộ của An Phát Nông. Và cái bộ tiếp theo của công ty Việt Nông hay quý bà con. Công ty Việt Nông thì cái sản phẩm đầu tiên đó là cái Cansibor Siwit theo quý bà con. Siwit là nó thành phần nó là cái dạng như cái tảo biển và cái rong biển nó luôn hay quý bà con. Đó, giúp rất là mát cây luôn. Thì giai đoạn qua thì nó được dưới trái non thì nó là chống rụng trái non, chống rụng qua, và giai đoạn nuôi trái thì giúp cho xanh da, bóng trái, hạn chế bể gai. Đó, hạn chế bể gai luôn hay quý bà con. Này thì nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ hiểu quý bà con, giá thì 90.000 đó, quý bà con xài được 400 lít nước. Nó là dạng Cansibor rong biển hiểu quý bà con đó. Và cái amino thì nó có là cái vinoamin nè đó, chai này thì 130 hiểu quý bà con đó, được cũng được nhập khẩu của thằng Thổ Nhĩ Kỳ luôn ha, của công ty Việt Nam hiểu quý bà con đó. Và kết hợp với nó là cái Tealus đó. Tealus này thì nó mang được rất là nhiều thành phần ha, nó dạng như là super combi nè, chứa retinoline và chiacotanol nha quý bà con. Đó, quy lượng tự nhiên. Đó, cái gói này thì nó giúp cho cái trái chúng ta được xanh nè. Đó, và hỗ trợ các chung quy lượng cần thiết ha, vừa hỗ trợ giải độc và chống sét, tăng năng suất cho cây trồng ha. Giai đoạn qua thì giúp bung hoa nè, mập đọt xanh lá dày lá ha, và khích kháng với lại tăng cường trao đổi chất để cho cây trái mình nó dễ hấp thụ hơn nha quý bà con. Là cái gói Tealus thì một bộ như thế này thì bao gồm là hai gói Tealus theo quý bà con, là mình xài được 400 lít nước ha. Đó, là hai phi. Và đồng thời kết hợp với cái chai Tifina
Đó, Tifina thì của công ty Biocop. Chai này thì nó vừa quản lý được con sâu đục trái nè, đó, và con diệp sáp cho mình luôn ha. Đó, nó với được hai thành phần là cái thiamethoxam 200 g nè, clofenabi đó 100 g, công thức của nó là 300 SC quý bà con. Thì chai này thì 190 ngàn đó, cũng như quý bà con xài hai chai. Đây là cái bộ này thì quý bà con xài cũng được là 400 lít nước ha, vừa quản lý được sâu đục trái nè, nó giúp giải độc và hỗ trợ xanh gai đó, và nuôi trái nó giúp lớn trái nè, và canxi bo thì hỗ trợ chống rụng và chống bể gai hiểu không. Thì đây là hai cái bộ sản phẩm mà cửa hàng chúng em đã có sử dụng trên rất là nhiều vườn đó, và có kết quả tốt đối với bà con. Thì hôm nay em xin chia sẻ để cho quý bà con mình có thể tham khảo ha. Ngoài ra thì bên cửa hàng còn rất là nhiều những sản phẩm khác đó, thì quý bà con có thể tham khảo ha. Quý bà con nào có cần tư vấn hoặc là mua hàng thì xin liên hệ với số điện thoại là 0939 339 415 đó. Để cho nhân viên có thể tiện và tư vấn cho quý bà con mình đó, cần kẻ từng giai đoạn hiểu với con hỗ và hỗ trợ cho quý bà con mình thăm vườn tận nơi luôn ha. Đó, đối với khu vực là miền Tây thì có thể tới lui thường, như miền Đông Tây Nguyên thì hàng tháng tụi em có chuyến công tác ra ngoài. Quý bà con nào có cần thăm vườn thì có vui lòng xin liên hệ qua số điện thoại trên màn hình chúng em ha. Rồi, xin kính chào quý bà con, hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.